Úi dồi ôi, đau đau anh em ơi, úi dồi ôi. Con gì vậy? Úi dồi ôi. Mày chạy đâu? Phê 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 anh em ơi. Úi. Chạy đâu? Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Phí Sinh nhá. Hôm nay buổi sáng trời này trong xanh và mát lành quá các bác này, gió rất là to luôn. Hôm nay thì em ra đây rất là sớm các bác ạ. Đấy, hôm nọ các bác có thể thấy em quánh ở kia toàn vượt cơ. Thế hôm nay là bắt đầu là lại triển khai chương trình tới đây luôn. Mà lúc mình ra đây sớm ở trên này người ta bơi thuyền sớm thế không biết. Mặt trời bây giờ ấy, mặt trời các bác nhìn mặt trời bây giờ nó đang lên. Anh em ta ra đồ nhanh mà nó nắng ấy. Nắng rất là khó chịu. Hôm nay em chạy đi mua cái cán vợt mà không mua được các bác ạ. Ở trên kia người ta họ không có. Đây cái vợt này thì cái này nó bằng sắt. Đó thì nó rất là cứng, thành ra là vặn vào cái cán bằng nhôm các bạn, nó bị toét cái cán bằng nhôm mà. Này đi chưa mua được, thế thành ra là bây giờ cũng phải dùng tạm cái vợt để đánh các bác này. Cái cán nhôm thì em vừa chêm thêm một cái ít giấy vào cho chắc chắc xem có đánh được không. Ở đây thì nhiều bác hỏi em chỗ này nó ở chỗ nào, thì chỗ này nó ở rìa sông Giá các bác ạ. Sông Giá thì chỗ nào các bác ngồi cũng đánh được, bởi vì các bác nhìn thấy là hai bên sườn rìa nó ấy, nó rất là nhiều chỗ ngồi luôn, đâu đâu cũng có chỗ nên anh em nên đây đánh thoải mái luôn, cảnh lại đẹp nữa. Các bác có thể nhìn thấy là nó rộng bao la bát ngát thế kia cơ mà. Ở khu vực này thì đường xá nó vào nó cũng rất là thuận tiện, với lại anh em để xe rất là dễ luôn, cây cối nó rơm mát cả ngày ấy, mình cứ để xe rìa là thoải mái, mẹ cũng ít người qua lại đây lắm. Thế nào cũng không sợ trộm cắp gì các bạn, xe để thoải mái luôn. Các bác có thể thấy là cái con đường của em vào đấy nó rất là đẹp. Đi từ ngoài kia sẽ là đường lớn các bác nhỉ. Đấy, ngoài kia sẽ là đường lớn, xong rồi bắt đầu là phi vào trong bên trong này. Đường đi rất là dễ luôn. Anh em nào muốn đi thì các bác nhớ là đường ngoài Minh Đức kìa. Đấy, xong đi vào bên trong đường bên này. Đường xá xe cộ đi rất là dễ và rất là thuận tiện. Đằng sau này thì đây nó cũng có là một cái này chắc là chỉ là ruộng đấy các bạn, ruộng nhưng mà người ta bỏ hoang ấy, bể nước đây nó lông nó không được sâu đâu. Cá sộp thì rất là nhiều, anh em nào có cần nua ở đây nua thì tuyệt vời luôn. Ở trên đây họ gần như dân họ chẳng đánh bắt hay là câu kéo thì mấy, nhưng cá ở đây lượng cá cũng thấy rất là nhiều luôn đấy. Thỉnh thoảng mình ngồi trên đây mà nó vỗ đồm mất. Ồ, khoa nhìn thấy vải. Đấy, vẫn còn một số quả đỏ. Cái này mà trưa mà đói mệt là ra đây trèo vặt là hay. Đây các bác nhìn lên nhiều quả na chưa các bác này, đây là quả na xiêm đấy, miền Bắc chỗ em gọi quả na xiêm. Cái na này mà mùa này dầm đường mới đá ăn thì tuyệt vời, mùa hè nóng bức có quả này ăn ngon luôn các bác ạ. Đấy, ở đấy rất là nhiều các bác này, những quả này chắc khoảng tháng nữa nó sẽ chín hết các bác ạ. Này mà dầm đường mới đá mùa hè ăn thì nhất quả lớt luôn. À, cái dây này hôm nọ có bác hỏi em là đánh bằng trục gì và thẻo gì thì em đánh bằng trục 3260 các bạn, 3260 5 chấm. Cái dây trục san hàm mà các bác vẫn thường thấy người ta bán lẻ trên thị trường ấy. 3260 5 chấm các bác nhé. Cái dây này cước này nó cực kỳ chắc luôn ấy. Đi 46T nữa đỉnh của chóp. Rồi bây giờ tiến hành xả ổ anh em ạ. Vâng, cân lưỡi cũng ok đấy.
xuống là tài 6 thôi. Xuống mồi này. Ok. Nắp mồi đánh. Em sẽ đánh một mồi hạt các bạn. Đấy, mồi hạt nổi còn một mồi chìm nhé. Đấy con này. Đánh một mồi hạt nổi và một mồi chìm. Đóng con mút anh em kìa. Đóng ngay. Mày chạy đâu? Đóng ngay. Mày chạy đâu? Úi dồi ôi. Hàng anh em ơi. Úi dồi con gì vậy? Úi dồi vượt anh em ơi. Phê lòi. Được. Phê lòi. Đóng đi rồi. Ai à. Đi. Úi trời, lòi. Chạy đâu? Úi, cần phê. 46 tên lên. Đẹp. Lối anh em ơi. Lối. Phê. Phê quá. Đang con mút anh em ạ. Úi giời. Còn ngon ăn thế mà trượt anh em ạ. Phí quá. Thank you.
đóng con mút anh nhờ, mút mút. Đóng ngay mày chạy đâu? Đóng ngay mày chạy đâu? Úi giời, úi giời, úi giời, ngon, ngon, ngon. Đây rồi, đây rồi. Úi, mắc mắc rồi anh em ơi. Úi giời ơi, phê phê phê. Mày, lên, 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 lên. Wow, wow. Wow, 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 wow. Lỗi, lỗi, lỗi. Được, được, được. Phê phê anh em ơi, rút đây, rút vào. Bố 6T, tao bò mày luôn. Đẹp, đẹp, này đóng toàn hàng thôi. Phê quá. Con này khỏe lắm anh em ạ. À chà. Úi dồi, úi dồi. Phê phê. Con này anh em màu cầu đúng không? Con này chắc chắn nó cầu lên luôn rồi đấy. Bộ số T nó cầu ngay. Mấy con làm bèm vài cân này thì không để ý. Lên. Cầu, cầu, cầu ngay lên. Lên, 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 lên. Úi dồi, úi dồi. Đấy, bộ 6T mấy con làm bèm này em cẩu luôn các bác ạ. Con này đóng bên ngoài, đóng bên ngoài. Không, không, ăn đè chứ không phải ăn mồm. Điểm gỡ đã nhá. Con này ăn đè. Rồi, đây anh em ơi. À, các bác nhìn thấy đi cấu này có phê không? Con này nó kéo đã thật đấy các bác ạ. Phải nói là sướng đã đời luôn. Hết rồi, đúng là dòng cá săn mồi khác. Đóng phê quá. Đẹp đẹp luôn, cho túi anh em nhá. Phê chưa? Wow. Tuyệt vời. Đẹp à, tuyệt vời anh em, cho túi luôn phê chứ. Cô con ăn này. Úi dồi ôi, đau đau anh em ơi, úi dồi ôi, con gì vậy? Úi dồi ôi, mày chạy đâu? Phê 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 anh em ơi. Úi, chạy đâu, chạy đâu? 46T của anh mà chạy đâu? Ái da, ái da. Con này đánh đài phê thật đấy. Con rẻo, úi dồi ôi, hàng 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 anh em ơi. Úi, bóng rồi. Ý, đóng quả thế bong các bác ạ. Cuốn hổ, cuốn hổ, cuốn hổ rồi anh em ơi. Quả ngon ăn thế bong nhỉ. Tiếc quá. Đóng ngay. Ui 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 ui
đẹp đẹp. Úi giời, phê 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 phê. Phê 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 anh em ơi. Ôi. Lên 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 lên. Lôi. Con này cần một số tên nó cẩu phát linh ngay anh em ạ.